Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 17 tháng 3 thì Hội báo toàn quốc năm 2023 đã chính thức khai mạc ở tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa và sáng tạo. Hội báo toàn quốc sẽ diễn ra trong 3 ngày và với quy mô lớn nhất từ đến nay, với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương, địa phương, thu hút 87 gian hàng trưng bày các quầy báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên VTC9 tại hội báo năm nay. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương chia sẻ, báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh và trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, quán triệt và đưa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Hội báo toàn quốc 2023 nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm gắn liền với hoạt động, lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo trong cả nước với công chúng, khích lệ báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Hội báo toàn quốc 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng đề ra. Tiếp cận thông tin không bây giờ không qua những cái sản phẩm, những cái công cụ, những cái báo chí truyền thống mà là những cái báo chí công nghệ 4.0, những báo chí xuyên biên giới đa nền tảng và những cái công chúng tiếp cận những cái thông tin báo chí đấy không chỉ trong nước mà trong nước ngoài. Bởi vậy mỗi năm thì báo chí, ngành báo chí nói chung, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng phải luôn luôn tự đổi mình, tự đổi mới mình để làm sao có những cái nội dung phong phú. Thì với cái lý do đấy thì chúng ta cũng dễ hiểu rằng là cái tầm cỡ, cái quy mô của hội báo chí năm sau sẽ cao hơn năm trước. Với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia gian trưng bày tại hội báo với những nét khá ấn tượng, thiết kế hiện đại cùng những hình ảnh thông tin đậm nét về đời sống văn hóa chính trị toàn quốc. Là một đơn vị báo chí trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC luôn là một đơn vị truyền hình tiên phong trong việc sản xuất và phát sóng, đưa ra những nội dung tin tức nhanh nhạy, chính xác đến với khán giả mọi miền Tổ quốc. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng tham gia với tư cách là một cái tổ hợp truyền thông đa phương tiện, gồm có Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, rồi kênh VOVTV, rồi 8 kênh phát thanh và 2 tờ báo điện tử, cũng như một cái hệ sinh thái số rất là phong phú của đài. Thì những cái nội dung về văn hóa là được đề cao trên các cái phương tiện, các loại hình truyền thông của đài. Để chúng tôi giao tiếp với công chúng khán giả, để giới thiệu cho khán giả những cái chương trình của mình một cách trực tiếp nhất. Những nhà báo của công chúng thì giao lưu với khán giả, giúp cho khán giả hiểu hơn về các cái sản phẩm, các cái kênh sóng của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mong muốn khán giả có cái sự giao lưu, cộng tác và tới đây cùng với đài VTC để mà cổ vũ, để xây dựng những cái chương trình mới ngày càng có cái dấu ấn tốt đẹp hơn. Tại Hội báo toàn quốc 2023, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC có nhiều hoạt động chuyên môn hướng đến hội báo. Đồng hành cùng với các hoạt động của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC có các nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Truyền thông Cao Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Pro đã có nhiều sản phẩm thiết thực tài trợ cho hội báo. Đến với Hội báo toàn quốc 2023 năm nay thì Cao Minh chúng tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được là nhà đồng hành của VTC9 trong chương trình hội báo lần này. Trong khuôn khổ hội báo, ban tổ chức sẽ bình chọn và trao giải bìa báo Tết ấn tượng dành cho ấn phẩm báo in có bìa hình thức đẹp, có bản sắc, giải giao diện báo điện tử ấn tượng dành cho báo điện tử dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, giải chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngoài ra còn có các giải ấn tượng báo chí năm 2023 dành cho tập thể, cá nhân, tổ chức, sự kiện, hoạt động hấp dẫn có dấu ấn trong khuôn khổ hội báo toàn quốc.